Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 12. Bên em xin gửi đến mọi người video số 291 là một số cây cần tay chất liệu là phíp hàng Nhật Bãi. Và shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Mọi người mua hàng của bên em là được bao phí vận chuyển nha mọi người. Mọi người sẽ thanh toán theo đúng số tiền em báo trên cần nha. Và mọi người mua hàng thì nhắn giùm em cái mã hàng nha mọi người. Rồi, em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng cái mẫu cần cho mọi người tham khảo nha. Đầu tiên sẽ là mã T820 mọi người. Mọi là một cây cần phíp chất liệu là phíp đỏ nha mọi người. Phíp đỏ và hàng là của Daiwa. Daiwa. Thân cây này hơi lớn nha mọi người đây. Và cái đường chỉ may của nó, cái tay cầm của nó thì cũng dài nữa. Cái đường quấn chỉ nó hơi dài và nặng nha mọi người. Đọt là 1 ly 3, nặng là 300 g. Đọt cây này thì cứng tầm khoảng 2h, 2h rưỡi nha mọi người. Cần phíp đỏ của Daiwa. Hàng cũng còn rất là đẹp luôn. Hàng này thì lâu lắm rồi nó mới về nha mọi người. Đây. Cần này thì hồi trước thôi chứ bây giờ cái dòng này nó cũng ít. Dòng bãi thì cái dòng này cũng ít. Đây là bị xước thôi mọi người. Bị xước nha. Này nó bị xước mà phíp đỏ nó là nhìn vô là nó rõ cái phần xước ha nha mọi người. Xước nông thôi. Đây còn cây cần đây qua. Và nó nặng là 300 g. T820 giá 300. Tiếp theo là một cây cần của hãng Olympic 821, dày 3m9. Cây này là của Hàn Quốc sản xuất. Tay cầm là được quấn nhợ. Và đọt của cần này là 0.9 ly, nhẹ là 170 g nha mọi người. 0.9 độ cứng khoảng 2h. Cây này có tháp đặt. Tháp đặt là cần Nhật Bãi thì đa phần là nó tháp đọt. Đọt trên đây là đặt và ở dưới này là rỗng nha mọi người. Hàng giả trúc của hãng Olympic. Nhẹ 170 g, T821 mọi người. Đây, cây cần Olympic dài 3m9 giá là 260 ngàn. Tay cầm của nó là được quấn nhợ. Tiếp theo sẽ là một cây cần phíp đỏ T822 dài 4m rưỡi. Original Black Rose. Cây này thì nó nặng là 180 g nha mọi người. Đọt là 1 ly 6. Độ cứng cây này thì khoảng 2h rưỡi nha. Vân cái này là vân của nó là vân phíp đỏ nha. Vân phíp đỏ. Nhưng mà cái vân nó nhìn như carbon đó mọi người đó. Nhẹ 180 g, T822. Cái này có giá là 260 ngàn nha mọi người. Tiếp theo là T823, một cây cần dài 3m6 của hãng Kingston. Cái này thân nhỏ nha mọi người, Kingston. Và đọt cấu cần là 0.9 mọi người, 0.9 thôi, độ cứng khoảng 2h nha. Cây này nó cũng tháp đặt nha mọi người. Thân nhỏ và nhẹ, nhẹ 100 g. Dài 3m6, nhẹ 100 g. T823 giá 250. Và cái lô này thì cần lóng dài nha mọi người, thu gọn tầm 1m, 1m1 nha. Tiếp theo sẽ là một cây giả trúc T824 dài 3m6. 3m6 nha mọi người đây. Cái hiệu của nó đây. Cần còn đẹp. Đọt của cần là 1 ly 1 mọi người, độ cứng tầm 2h rưỡi. Có tháp đặt. Hàng vân giả trúc còn đẹp. Và nó nhẹ là 120 g, T824 nha mọi người. Nhẹ là 120 g, dài 3m6, giá 260. Tiếp theo là T825, dài 4m8. 4m8 mọi người đây. Cùng thương hiệu của với cây 824, chỉ khác độ dài thôi. Đọt 1 ly 200 g. Cứng tầm 2h rưỡi, cây này tháp đặt luôn nha mọi người. Thank you.
T825. 825. Dài 4,8 m. Giá 280. Tiếp theo là T826 dài 3,2 m, cây của hãng Daiwa. Daiwa Plus Brass nha mọi người. Construction dài là 3,2 m. Cây này thì cái nó có lóng bọc bảo vệ cần, đọt là 0.8 ly và nhẹ là 100 g, 0.8 ly thôi. Và nó là cũng là tháp đặt nha mọi người. Độ cứng cây này tầm 2H ạ. À. Và ở đây thì các cái lóng nó có bọc inox nè mọi người, bảo vệ cái chống nổ cần ha. Đây, có ba cái bọc inox và nó là gồm có 4 lóng. Có 4 lóng. T826 dài 3,2 m, giá 220. Tiếp theo là T827 là một cây cần của Suyumi, Trung Quốc. Trung Quốc sản xuất nha mọi người. Và dài là 3,9 m. Nó mở trong mà. Mẹ bài đó chi. Hàng giả trúc và đọt là 0.8 ly. 0.8 thì cây này độ cứng khoảng 2H nha mọi người. Đây. Có bị hơi cũ theo thời gian, cây này nó hơi bị xước nè mọi người. Dài 3,9 m. Suyumi. Nhẹ 140 g, T827 giá 250. 250.000 cây cần của Suyumi. Tiếp theo là T828 mọi người, 828 ha. Một cây cần dài 4,5 m, tay cầm là được bấn nhợ. Đọt là 0.8 ly và 170 g, nó nhẹ 170 g, độ cứng khoảng 2H. Cái này nó cũng có tháp đặt. Tháp đặt nha mọi người. Và cái đoạn này giống như là nó bị sao cái đoạn đọt ở đây nó bị nhỏ mọi người. Đây. Tháp đặt. Nhẹ 170 g, T828 nha mọi người. Giá của nó là 260 nha. 260 là được bao ship nha mọi người. Tiếp theo là một cây Olympic 829 mọi người. Olympic nè, Olympic hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật. Và đọt là 0.8 ly. Độ cứng cây này khoảng 2H nha mọi người. Ngoại hình cũng còn ok nha mọi người. Và cây này nó nặng 190 g, T829 giá 260.000. Tiếp theo là cây cần 830 là dài 3,6 m. 3,6 m thì là của Hàn Quốc sản xuất mọi người. Cây này của Hàn Quốc, hàng giả trúc nè, tay cầm là được quấn nhợ. Và đọt của nó là 0.8, nặng 120 g, 0.8 mọi người. 0.8 thì cây này nó khoảng ứng khoảng 2H và có tháp đặt ở đây. Cần này nó cũng có tháp đặt. Vân giả trúc. T830 giá là 260.000. Tiếp theo là T831 là 3,3 m. 3,3 m nha mọi người. 0.8 ly. 0.8 ly là đọt 0.8 ly và nặng là 100 g. T831 mọi người. Giá cây này là 230.000. Cứng tầm 2H. Vân giả trúc phù hợp cho mọi người câu rô giết ha. Câu bóng. T831 giá 230.000.
Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu là T832, một cây dài 3m6 mọi người. Cây này của hãng Olympic, Olympic Hàn Quốc sản xuất. Vân giả trúc. Đọt của cần này là 0.8 và nặng là 110g mọi người. T832 ạ. Cây này độ cứng khoảng 2H. Có tháp đặt, giá là 260.000. T832 giá 260, dài 3m6. Tiếp theo sẽ là một cây T833 mọi người, dài 3m. Cây này cũng của Hàn Quốc sản xuất, hàng Olympic, tay cầm được quấn nhợ, đọt 0.9 và nặng là 100g. 0.9 là độ cứng, cây này cũng khoảng 2H. Vân giả trúc, còn đẹp, hãng Olympic. T833 giá 210.000. T833 rồi, 34. Tiếp theo sẽ là 34834, dài 4m rưỡi. 4m rưỡi là đọt 0.8 ly và nặng 160g. Vân giả trúc nha mọi người. Và cây này thì nó cứng cũng khoảng 2H thôi nha mọi người. Độ cứng nó cũng không có cao ha, phù hợp cho mọi người câu cảm giác thôi. Nên là mua hàng mọi người coi kỹ giúp em nha. Thông tin gì cứ nhắn Zalo cho em nha, 0778873789 nha mọi người. Zalo Tiên Phạm ha mọi người. T834 dài 4m rưỡi, giá là 280.000. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với mọi người là T835, dài 5m4. Cái này là hàng nội địa nha mọi người, nội địa Nhật. Đọt cây này thì bé mọi người, có 0.7 ly thôi và độ cứng cũng khoảng 1,5 thôi mọi người, 1,5 thôi ha. Đọt rất là dịu luôn, không biết là bên đó nó câu thể loại gì mà cây này đọt dịu và có tháp đặt nha mọi người. Và các cái lóng thì nó có inox bảo vệ cái chống nổ cần. Trong này nó có dính, hơi dính cát ha mọi người. Ngoại hình nó thì cũng còn ok ha, còn đẹp. Màu đen và nặng là 300g. T835 giá là 300. Tiếp theo là T836, dài 5m4. Cây này của hiệu NGK mọi người. 5m4, đọt cây này cũng lớn nè mọi người. Cây này phù hợp cho mọi người thích câu săn hàng được nè. Đọt là 2 ly, độ cứng khoảng hơn 2,5. Nhưng mà cái dòng bãi này thì nó cũng có cái độ, nó có cái mẹ, nó cũng yếu nha mọi người. Câu mà câu bạo lực thì cũng cũng khó câu nha. Nên là mọi người mua thì coi kỹ hàng giùm em nha. Tại vì những cái dòng này thì phù hợp cho mọi người câu cảm giác hơn nha mọi người. Nặng là 340g, T836 giá 300. Tiếp theo là T837, là dài 4m8, vân giả trúc, tay cầm là được quấn nhợ. Tay cầm quấn nhợ, đọt là 1 ly và nặng là 200g, độ cứng khoảng 2,5 độ cứng khoảng 2,5 nha mọi người. Vân là vân giả trúc. Dài là 4m8, T837 giá 280.000. Tiếp theo là T838, là một cây dài 4m3. Cây này là tay cầm được quấn nhợ luôn nha mọi người. Đọt là 0.8 và nặng là 170g. Độ cứng cây này khoảng 2H. Khi kéo cần ra thì nó cũng có võng nha mọi người. Ở đây nó có bị dính. À em xin lỗi, không phải bị dính nha. Cái này là vân giả trúc nè. Cái này có vân của nó. Đây, vân giả trúc nha mọi người. Vân giả trúc, trong này cái vân này giống như vân carbon đó mọi người. Đây. Sau trong này thì vân, cái vân này, còn ở ngoài thì nó là vân này. T838 giá 260. Tiếp theo T839, cây cần nội địa. Nội địa Nhật, tay cầm là được quấn nhợ, dài là 4m6. Dài 4m6. Đọt 0.9 và nặng là 220g, độ cứng cây này khoảng là 2H.
Thôi hát thôi nha mọi người. Cần con đẹp lắm mọi người. Đây, đây này con đẹp ha. T839 giá 280.000, nặng 220g. Hàng nội địa Nhật. 839. Tiếp theo là một cây giả trúc T840 dài 3m3, tay cầm là được quấn nhợ. Cái này cũng ngoại hình cũng còn đẹp. Đọt là 0.7 và nặng là 100g. 2H, cây này tầm 2H có tháp đặt. Vân là vân giả trúc nha mọi người, còn đẹp nha mọi người. T840 giá 230.000, dài 3m3. 840. Tiếp theo là một cây đai hoa mọi người. Phíp đỏ 841, dài 6m1. Dài 6m1 nha mọi người. Đây, cái cần ở dưới đây thì nó không có cái, biết là hình như nó bị rớt cái nắp đậy á mọi người. Dài 6m1. 6m3 mà em đo thực tế là 6m1. Hàng đai hoa phíp đỏ nha mọi người. Phíp đỏ. Đọt 1 ly 7, nặng là 520g. Và cái gốc nó là 32 ly. Cái này cũng cứng nha mọi người. Khoảng 2,5 hơn. Vân là vân của nó là vân phíp vân, có đường vân đó mọi người. Đây. Hàng cũng còn rất là ok luôn. Và giá là 350.000. T841 dài 6m1 của đai hoa, gốc 32 ly, giá 350. Rồi một cái cần dài nữa mọi người, 6m2, T842, cây này là của Hàn Quốc sản xuất. Gốc cây này cũng lớn mọi người, cũng 32 ly, nặng là 480g và đọt của nó cần này là 2 ly 1, độ cứng khoảng 2,5 hơn nha mọi người, tầm 3H ha. Màu đen phối với màu xanh, ngoại hình thì cũng còn rất là đẹp. Nói chung là còn ok. Và nhẹ là 480g nha mọi người. T842 giá là 320.000. Và mọi người mua hàng thì gọi điện giùm em nha. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.